bốn mỹ nhân được phái nam Trung Quốc coi như là nữ thần nhan sắc. Thứ nhất, Cao Viên Viên. Cao Viên Viên sinh năm 1979, được ca tụng là vừa có nhan sắc vừa có sự nghiệp thành công. Cô đã kết hôn với diễn viên Triệu Hữu Đình và mới sinh con gái đầu lòng hồi tháng 5. Dù vậy, Cao Viên Viên vẫn là nữ thần trong lòng phái nam Trung Quốc, nữ diễn viên đứng đầu bảng xếp hạng do trang Hupu, website chuyên về thể thao có độc giả chủ yếu là nam giới tổ chức. Cao Viên Viên nổi tiếng nhờ tác phẩm Xe đẹp 17 tuổi và Ý thiên đồ lập ký năm 2003. Vai diễn Chu Chỉ Nhược của cô trở thành biểu tượng trên màn ảnh Trung Quốc, khiến hậu bối nào cũng không thể vượt qua. Cao Viên Viên sở hữu vẻ đẹp tự nhiên với tỷ lệ gương mặt gần như hoàn hảo, được người hâm mộ gọi với danh hiệu là nữ thần quốc dân, người tình trong mộng của nam giới xứ Trung. Dù bước sang tuổi 40, Cao Viên Viên vẫn khiến công chúng trầm trồ không ngớt bởi nét đẹp dịu dàng và mặn mà. Thứ hai, Cổ Lực Na Chát. Cổ Lực Na Chát đến từ Tân Cương, vùng đất sản sinh ra nhiều mỹ nhân của làng giải trí Trung Quốc. Nữ diễn viên sinh năm 1992 có nét đẹp giống con lai, khuôn mặt nhỏ, đường nét sắc sảo và khí chất high fashion. Na Chát nổi tiếng qua bộ phim đầu tay là Hiên Viên Kiếm năm 2012. Dù diễn xuất còn nhiều tranh cãi, cô thu hút lượng lớn người hâm mộ nhờ nhan sắc, vẻ đẹp thoát tục rất hợp với cổ trang. Mỹ nhân Tân Cương thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí lớn, đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang đình đám. Sina xếp Cổ Lực Na Chát vào top những minh tinh chính X được phái nam si mê nhất. Một bài báo nhận xét, trong ngành giải trí, Cổ Lực Na Chát nổi bật với ngũ quan sắc sảo, hợp với mọi hình tượng hóa trang. Chuyện tình yêu của Na Chát cũng rất sóng gió. Cô từng hẹn hò với Trương Hàn, bị nghi là người thứ ba khiến nam diễn viên chia tay với Trịnh Sảng. Gần đây có nhiều tin đồn Cổ Lực Na Chát luôn xuất hiện bên Huỳnh Hiểu Minh, dù anh đã có vợ là Angela Baby. Thứ ba, Lưu Diệu Phi. Lưu Diệu Phi được gọi là thần tiên tỷ tỷ của màn ảnh Trung Quốc, nữ diễn viên trở thành biểu tượng nhan sắc nhờ loạt vai diễn như Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp hay Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Nữ diễn viên sinh năm 1987, sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng và thanh thuần. Dù mặc đồ cổ trang hay hiện đại, lễ phục hay đồ giản dị thường ngày, Lưu Diệu Phi vẫn là tâm điểm, là hình mẫu trong mơ của phái nam Trung Quốc. Thứ tư, Juna. Juna là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng, thành viên của SNSD từng tham gia phim cổ trang Võ Thần Triệu Tử Long. Juna có lượng fan hùng hậu ở Trung Quốc, đặc biệt là lượng fanboy đông đảo. Dù đã ra mắt hơn 10 năm, Juna vẫn là mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí. Cô sở hữu nét đẹp trong sáng, nổi bật, dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng. We'll be right back.